Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể hãy click quảng cáo để ủng hộ cho mình nhé. Rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái nhiệm vụ Heroic. Thì nhiệm vụ này thì nó có vẻ như là hơi khó một chút. Chúng ta đang ở lab 11 và node 4 à. Chúng ta sẽ cần phải breeding dragon và sẽ cần phải chiến thắng cái quest battle. Ai chà chà. Hiện tại thì cái quest battle của mình thì mình xem là cái thời gian hồi của nó là như thế nào nhé anh em. Nếu anh em nào muốn xem gian hồi anh có thể đánh chữ Dragon City Gui, nó sẽ ra luôn cho chúng ta. Heroic Ray này. Dragon City Gui là một cái trang tổng hợp tất cả những sự kiện lớn nhỏ của cái Dragon City này, đủ cả luôn đấy. Thì hiện tại chúng ta đang ở lab 10 đúng không? Và hiện tại mình đang đứng thứ mấy đây? Hiện tại là chúng ta đang đứng thứ 2 rồi. Ai chà chà. Đua có vẻ là còn mấy ngày nữa, còn 4 ngày nữa cho vòng 5 lap thì nó khá là dễ thôi, không quá khó. Nhưng mà để lên lap 20 thì đúng là hơi bị khó luôn. Rồi chúng ta sẽ ấn vào lap 10 này, để xem là chúng ta sẽ được cái gì. Lap 10 node 4, lap 10 node 4 là chúng ta sẽ cần nuôi. Đâu? Có vẻ hơi nhầm, lap 11 chứ, đây lap 11 rồi, không phải lap 10 nữa rồi. Lap 11 rồi nha anh em. Mình nhầm. Lab 11 và nhiệm vụ thứ tư chúng ta sẽ xem nào. Nhiệm vụ thứ tư thì chúng ta sẽ cần nuôi giống được có 2 con thôi, trận chiến thì được 3 và đợi khoảng 39 phút anh em ạ. Nó cũng nhanh thôi, không quá khó đâu. Có cái trận chiến này này. 1 2 3 4 5 6 7 trận. Ôi. Có lẽ là đến chiều nay thì mình mới có thể lên lab 12 được. Rồi, mình sẽ làm quét trước nhỉ, làm cái quét trước đi. Cái này thì mình biết là tắt bớt cái bảng ấy á, cái bảng hồi đã. Rồi ok, rất là lâu ấy nha anh em, không phải nhanh một chút nào đâu. Ok, chúng ta sẽ vào trong cái phần này để lấy quét trước. Quét ta sẽ có hai cái quét ở đây. Temporary quest, đấy, có 2 phút quét và cái gold quét mình để sẵn đây rồi. Hôm qua hơi bận nên mình sẽ không thể làm được một cái nhiệm vụ này. Heroic này anh em, phía dưới luôn. Hỏa đế hắc ám đây. Butter luôn anh em. Chiến đấu luôn. Trận này là sẽ chiến đấu với con gì đây? Chà, con này đang cần luyện tập để lên cấp độ là chứ A trừ. Như tất cả skill này luyện hết rồi đúng không? Flaming Arrow, chiêu này chưa học này. Chiêu lửa chưa học nha anh em. Có lẽ là mình nên học lại cái chiêu lửa cho nó đã. Hỏa đế hắc ám. Còn một skill nữa chưa học ạ? Còn một skill nữa. Đơn giản thôi mà, bây giờ là chỉ cần học xong là có thể là đấy được một cái quét này. Đến bây giờ nó mới có nhiệm vụ quét nhá. Nhiệm vụ quét thì chúng ta nó cho anh hai cái nhiệm vụ này thì rất là dễ rồi. Heroic. Dĩ nhiên. Tía sẽ luyện thêm chiêu cho hỏa đế hắc ám lên cái cấp độ đó chính là A trừ nhá. Tấn công nào anh em, Wolfish tấn công một chiêu 31.000 máu. Con này là sao? Con này thì sao? Con này thì dùng cái mấy con rồng này thì bình thường thôi. Mình có một con rồng bên kia, nếu có thể test cho anh em xem. Con Waver Dragon 30.000 chết luôn. Được hai cái nhiệm vụ ở đây này. Ây chà chà. Chúng ta sẽ mới có hai cái nhiệm vụ thôi. Bây giờ cần phải breeding cả. Breeding thì lại hơi ấy rồi. Mình đã để sẵn nhiệm vụ breeding đi rồi anh em. Rebreed hai con Terra với nhau để mình xem bên kia là chúng ta sẽ có con gì mới nhá. Đây đây, chúng ta sẽ có một con mới bên này đây. Anh em muốn test luôn không? Con Way này á, con Waver này á. Con này con cũ mà. Có phải con mới đâu. Con này con cũ mà anh em. Một này. Ở trên này vẫn còn thêm một chuồng nhỉ. Cứ đủ 3 chuồng đi. Đấy, 3 chuồng thì nó sẽ có tỷ lệ ra hơn. Chúng ta cần 2 cành cây thôi. Và sau đó sẽ phải đợi khoảng 39 phút nữa thì nó mới hồi lại chúng ta. Nếu chúng ta tập trung thì đáng lẽ là hôm nay, sáng nay ta lên lap 12 ở đấy. Start breeding này. Anh em đợi một chút nha. Ok, chúng ta sẽ vào và tiếp tục chiến đấu nào. Tôi cần cành cây. Trên này có cành cây không? Full rồi. Chỉ mấy con rồng phải full luôn rồi. Chúng ta sẽ rebreed lại này. Hai con Terra với nhau. Bên này sẽ là thế.
bán hết luôn đi, không để làm gì cả, để lại con quay nhá, con quay dùng để nhiệm vụ hát trinh cũng được. Đã lâu lắm rồi chúng ta không có mấy con rồng mới nhỉ. Một này, nhìn chung là sau cái sự kiện Heroic này là chúng ta sẽ có rất là nhiều rồng thôi, 4 ngày nữa nhá. Rebris hai con Terra với nhau, bên này cũng sẽ là như vậy. Start breeding bên này cũng sẽ như thế, cố gắng nào anh em. Bên này thì chỗ này thì cho có thể là like giống con gì không nhỉ, hiện tại là chưa thể like được con này, con Katera và con Gobby cơ, con Legend à, con R Rainbow à? Rainbow nghe quen nhỉ, hình như chúng ta có thể like giống được thì phải. Heroic Ray còn 4 ngày 7 giờ thôi, không biết là anh em đua đến đâu rồi. Bán cái này đi. Nhưng nếu chung là nếu mà tập trung mà đua hết công suất thì lấy một cành cây ngay. Mới được duy nhất một cành cây nhá, cho cần thêm một cành cây nữa để nó có thể hồi chúng ta. Rebridge này tạm thời để đây đã. Một phát ở đây nữa. Rồi. Cho phải mua cái gì không nhỉ? Con rồng Epic mà giá 280 gem à? New Challenge Kindergarten đang giảm giá đến 50%. Đấy. Bán Terra. Phía dưới sẽ bán Terra đi luôn. Tôi cần một cái nữa thôi là xong. Yes. Miếng đất bên này có giảm giá không nhỉ? Hiện tại là chưa thấy giảm giá. Mình đang muốn mua cái trên này quá. Trên này bao nhiêu tiền nhỉ? Nó chỉ là 248.000 đồng một cái mảnh đất đấy thôi. Nó không quá là đắt đúng không? Rồi ok, chúng ta sẽ bán hết những cái con Terra ở đây đi. Này 50 đồng này, chỗ này sẽ bán đi này. Tiếp tục là 50 đồng tiếp theo. Không có nhỉ. Cần thêm đúng một cái cành cây ấy thôi mà. Nếu mà sau khi mua cái mảnh đất phía trên ấy thì chúng ta sẽ có đất đai mới này. Có thể kiếm thêm vàng từ trên đấy này. Hoặc là với chúng ta sẽ tặng 70 game và một M-Food thì có thể cho rồng ăn lên được. Ok, đang đợi. Cần một thêm cành cây đấy anh em ơi. Bán đủ 3 con, đủ 3 chỗ được. Cành cây đâu rồi? Tôi cần một cành cây nữa thôi. Không có. Mới được có 1 đúng không nhỉ? Chính xác, mới được có 1 thôi, 1 trên 4 thôi. Cần phải thêm một cành cây nữa thì nó mới bắt đầu hồi cho chúng ta. 39 này, 39 phút. Cũng nhanh thôi, nhiệm vụ này 6 nhiệm vụ 7 cứ cho 6 tiếng đi. 10 giờ thì tầm khoảng 4 giờ chiều. Nó không phải là 1 tiếng đâu, khi là hơn 1 tiếng đấy. Nhiệm vụ cuối chắc chắn phải dùng gen để skip rồi. Nhìn chung là đến tầm chiều là nó sẽ lên lab 12 nha anh em. Lên lab 12 à, lab 12 là chúng ta sẽ nhận thưởng được cái phần thưởng đó chính là Heroic Orb thì phải. Đúng không? Lab 12 là sẽ có phần thưởng Heroic Orb nha, và lab 13 sẽ nhân gấp bao nhiêu lần thì không biết. Nhưng nếu mà nhân gấp 10 lần ấy thì nó sẽ là thành 1 M-Food. Rất là giá trị. Đây này, trên này này, phần thưởng đây này, đây là giá trị này anh em. Lab 25 1 triệu 1,5 M mà nhân bao nhiêu lần thì không biết đây. Wow, lab 25 thì chắc không lên được rồi. 2 triệu phút nhân bao nhiêu lần nữa, sợ thật. Làm sao có thể lên được cái mức độ thế nhỉ? Có lẽ phải dùng game để skip qua những cái mức độ đấy thì mới được ấy. Nào bán đi này, bán này. Thêm một cái cành cây nữa anh em. Cầm cành cây thôi. Không có nhỉ. Tại sao nó không ra ta? Start breeding. Tôi cần thêm một cành cây nữa anh em ơi, để nó bắt đầu thời gian hồi cái hai con Terra này với nhau này. Có lẽ ta sẽ lấy tất cả vàng đi. Bây giờ vàng nó không cần nữa rồi. Đấy. Ok. Lấy hết vàng, lấy hết thức ăn, lấy hết food. Không cần nữa rồi. Tại vì là tiếp sau nhiệm vụ này là nhiệm vụ chiến đấu rồi. New challenge này. Bán hết. Không có cành cây nào nhỉ? Hơi mất thời gian với cái nhiệm vụ quái vật này rồi đấy. Chỉ cần một cành cây thôi mà sao không được nhỉ? Hay nó là 1 trên 4 ta? Chỉ có làm được một lần thôi và xong rồi phải đợi 39 phút nữa. Không, lúc em nhìn thấy là 2 lần mà. Hiện tại đang có 84 game, đang hơi ít game nhờ.
cho triệu hồi được cái gì nữa không nhỉ? Từ từ á, bán hết mấy con Terra đi đã, tí sau. Một con này, hai con này, và con thứ ba này đã xong. Bây giờ sẽ ném nó vào đây rồi, đã đủ ấy nhá. Chúng ta hiện tại đã đủ cái cành cây rồi. Bây giờ thì vào Liquid Butter và chiến đấu thôi. Kiếm thêm mấy game trong này thì nó khá là dễ thôi, khá là dễ dàng. Chiến đấu luôn. Đáng lẽ nên cho hoàn đế hắc ám đi luyện tập skill cũng được, thôi kệ. Đáng nào thì cũng thế. Một hit 44.000. Còn tiếp theo là đây, Yggdrasil. Nó sẽ cần lửa, thế thôi. Cần lửa thì cực kỳ đơn giản. Yggdrasil thần của sự sống. Nhìn kỹ giờ nó không thực sự không đẹp lắm nhờ. Nhưng hồi con này ra là rất là nổi luôn đấy. Siêu nổi vì nó có cái truyền thuyết về nó mà. Cũng hay. À, ok, tấn công rồi anh em ơi. Giết trước con này đã, 36.000. Hình như là tháng sau có cái cốt truyện về Dragon thì phải. Cho chờ xem như thế nào. Chúng ta sẽ kiếm thêm được 5 game nữa và trở lại với 89 game tất cả. Liquid Butter, cứ đánh đi thôi. Cứ đánh lên tầm khoảng bao nhiêu trận nhỉ? Lên khoảng 400 trận thì nó sẽ cho mình 6 game một lần đánh. Đánh khoảng bao nhiêu trận đấy? Lúc đấy thì cày game rất là đã luôn. Hiện tại thì mình có 5 game thôi, 5 hay 4 nhỉ? 5 game. Con này thì đơn giản. Có nào hệ không? Hai con này đều là hệ vua nhá. Và nó rất là sợ hệ Primer của chúng ta. Thunder. Purity, mình đang muốn có này đây anh em ơi. Phải đẹp thế nhờ, bao giờ tôi mới có sở hữu ở đây. Hy vọng lần này là trong la có thể lấy được 20 op nữa để sở hữu được con Purity. Con này mình cũng chưa có này anh em. Nhiều anh em là có rồi nhưng mình chỉ chưa. Purity rất đẹp. Con này rất nhiều người có rồi này. Con chim đại bàng Andres. Lên thêm được 5 chất thức ăn nữa. 1 trận và 2 trận. Vết nào. Chiến đấu rồi, 35. Wow, khắc hệ luôn à. Ghê nhỉ. Con ngựa một sừng mình cũng chưa có. Toàn con đẹp thôi mình chưa có này. Con ngựa một sừng này. Con Purity này. Con ngựa một sừng này mới là chất này anh em. Hoàn thành bộ sưu tập dòng Heroic đúng không? Chưa có luôn. Thunder. Sấm sét. Giết nó nào anh em. Thunder 48.000. Quillen Dragon. Con này sẽ dùng nước để tát vào mặt nó. Không có nước à? Không có băng à? Băng, con băng chết rồi. Con băng là con 2 này chết rồi này. Quên mất là nên đổi sang con kia. Nào ok. Khỏe đấy. Xem nào. Xem ai thắng đây. Mày phải chết đi. 21.000 máu. Xong ngay. Một trận nữa là anh em ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục nào. Bên này sẽ là con 4 đầu. Tấn công ạ. Này 44.000 một chiêu nữa sẽ chết. 35.000 này. Một chiêu. Xong ngay. Con này sẽ là 33.000 máu. Và nó là chiến binh này. Ok, đơn giản thôi mà. Blizzard này. Blizzard cộng 49.000 một chiêu nữa sẽ chết. Một chiêu nữa này. Còn lại một con nữa, đó chính là con rồng bóng tối. Ở đây. Bóng tối thì ta sẽ cần ánh sáng. Hồ hệ đất. Con này cứ đánh đi nhá. Đánh một chiêu thôi là được. Sau dùng ánh sáng để giết nó. Rồi. Hệ đất chứ, hệ đất cũng được anh em. Hệ đất cũng được, 40.000 máu này. Xong ngay. 56.000 bao nhiêu máu đây. Mình đã hết trận trong cái phần là Louis Butter rồi nha. Mình phải đợi thôi. Cái cuộc đua Heroic này diễn ra căng thẳng thế nhờ. Tại vì cơ bản là chúng ta sắp đuổi kịp cái thằng này rồi. Ây chà chà. Nếu mà muốn đuổi kịp thì dùng khoảng là 23 game. Tốn quá nhỉ. Cuộc đua xem như thế nào. Thằng này nó không buông tha mình. King DS. Ủa. Hai người lắp 11, một người lắp 10. Mấy thanh niên đằng sau chắc là thôi rồi. Chua Li Zeng vẫn cố gắng bám đuổi anh em ạ. Vẫn là kinh. Được, chúng ta đã xong cái này. Bây giờ mình sẽ chuyển qua Liquid Butter nha. Liquid Butter của chúng ta trong này sẽ là đấu với cái gì để lấy hòm đây. Oh yes. Một trận chiến rất là dễ dàng rồi. Rất là dễ lôi chúng ta rồi anh em. Tấn công thôi. Một sao nhá, cẩn thận. Big Hurt một sao cũng khỏe đấy. 29. Hy vọng là chúng ta sẽ được đánh trước. Và không à. Nó đánh trước anh em ạ.
Wow. Zero đâu anh em ơi? 37.000 con Big Hurst này nhìn trông ghét phải. Con VIP ấy. Rồi, chúng ta sẽ tấn công theo kiểu gì? 20.000 à? Chắc là đánh được thôi. Không quá khó khăn. Chết luôn. Lốc. Ghê phết, nó có hệ khắc chế chúng ta anh em ạ. Không sao. Dồn đam giết nó anh em ơi. Chém phát này. Mình cần thắng một vài trận để kiếm cái hòm đã. Tính sau. Tấn công. Sổi rồi. Phát chết luôn. Hay. Và chúng ta sẽ chiến thắng này. Chúng ta sẽ cần thêm một trận nữa để kiếm cái hòm ở bên này. Trận này thì sao nhở? Trận này thì không vấn đề gì cả. Epic thì nó bình thường thôi. Cần một trận thôi anh em ạ. Là cho sẽ kiếm được cái hòm nhá. Let's go. Một chiêu nữa. Nó sẽ chết. Nổ 20.000 máu này. Còn tiếp theo con Roger. Nó là bóng tối thì chúng ta sẽ cần phải có ánh sáng. Đây. Đơn giản nhưng không biết là liệu có đủ đam để giết nó không ấy. Chết luôn ạ. Được đấy. 17.000 cơ. Khỏe nhỉ. Keynote trận này là ta sẽ có cái hòm rồi. Xem nào, liệu rằng ta có cái hòm mảnh xịn không đây. Cố lên anh em. Chúng ta chờ xem là liệu rằng ta có cái mảnh xịn không. Claim này. 20/20 này. Mở hòm ra nào. Rồi, chúng ta sẽ đón chờ xem ở phía cuối này. Kitsune Coyote. Ai chà. Con rồng đen này. Thì sao lại vậy? Khá là đen đủi và không được cái gì cả. Ôi, sau này toàn con khỏe này anh em. Ok, thì chúng ta sẽ kêu mê nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Dragon City. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.